Từ chương trình Nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng và tiếp lửa yêu thương của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhân rộng có hiệu quả thiết thực, giúp nhiều em học sinh ở các địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa từng bước trưởng thành, vượt lên hoàn cảnh để rèn luyện, học tập tốt. Em Lê Văn Hoàng, dân tộc Lào, học sinh lớp 4, trường tiểu học xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, giờ đây đã chững chạc, trưởng thành và có ý thức tự lực hơn vì em được các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu, chăm sóc mình trong đơn vị. Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, đồn biên phòng Phú Gia đã mua sắm đầy đủ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho Hoàng nên em rất phấn khởi. Con rất thích ở đây, các chú bay học cho con, bay cho con xếp chăn màn và tập thể dục và trồng rau. Con hứa sẽ học giỏi và chăm ngoan. Còn em Phạm Quang Hải, học sinh lớp 6, trường tiểu học xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đang phải sống nương tựa với ông bà nội già yếu, hoàn cảnh khó khăn. Từ năm học lớp 3, em Hải được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi em học hết lớp 12 trong chương trình Nâng bước em đến trường. Gia đình thì cũng gặp khó khăn, hai ông bà thì già tuổi, sức yếu, sức lao động không có nữa, chăm sóc thu nhập thì có hạn, cho nên được sự giúp đỡ của đồn nên thì cháu Hải có một cái là vấn đề sức mạnh thêm để học tập và cố gắng thêm, có sự tiến bộ. Theo Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, chương trình Nâng bước em đến trường, mô hình con nuôi đồn biên phòng và chương trình Tiếp lửa yêu thương. Đến nay đã có 68 em học sinh được hỗ trợ với số tiền mỗi em là 500.000 đồng một tháng và được hỗ trợ cho đến khi các cháu học hết lớp 12. Nhờ những cái mô hình này mà các cháu đã có từ lập vươn lên và ý thức học tập tốt và đầu cả cái trường đại học trong và ngoài quân đội. Chính vì vậy mà tiếp lửa cái động lực cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp tục nhân rộng và giúp nhiều cháu hơn nữa trên địa bàn biên giới. Chính sự yêu thương, nâng đỡ, nuôi dưỡng những em học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cán bộ chiến sĩ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã góp phần tiếp sức mở rộng con đường đến trường cho các em và là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các em vượt lên hoàn cảnh học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, sống có ích cho gia đình, xã hội và đất nước.